Xin chào cả nhà nhé. Đây là cây tim Huế của mình. Đấy, mình đang nuôi tán. Tàn rất là đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ mình không thích cái tàn rối này nữa. Mình sẽ cắt chỉnh sửa lại. Để nó mặc dù chơi tàn nhưng mà cái tay cành nó phải rõ ràng các bạn ạ. Đây là tím Huế nhá. Các đầu cành nó đang có nụ hết rồi nhưng kệ thôi cắt. Đấy. Trước khi cắt mình quay tổng thể để các bạn xem. Đấy, chậu gốc này. Hơi ngược sáng các bạn ạ. Cái tàn này thì bây giờ là cho ra hoa là chơi được rồi đấy. Nhưng mà không thấy nó rối quá. Không có đường nét gì rõ ràng. Bây giờ mình cắt lại để cho tay cành có đường nét đi rõ ràng nhé các bạn nhé. Đường nét rõ ràng thì bắt đầu mới để chơi. Thì lúc đấy nó mới đẹp được. Chúng ta phải chấp nhận là làm. Nếu mà không làm thì nó sau mặc dù ở trên nó đều có tàn để tay chơi hết rồi nhưng mà nó rối. Nó rối lởm sởm nó không ra làm sao cả. Đây như cây này cũng thế, mình vừa mình cắt lại hết đây này. Cắt lại hết. Đến cây kia cũng thế. Chả biết là nó có đúng hay không. Thì thôi cứ thử làm xem nào nhé các bạn nhé. Các bạn xem video mình cắt nhé. Đây các bạn nhìn nhé. Đây tay cành là rất là rối các bạn ạ. Ví dụ như cái thằng này mọc chéo luôn lung tung. Đấy, những cái này. Đây có rồi lại đây nữa. Đấy, lung tung hết. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắt chỉnh lại cái nào để, cái nào không. Để cho nó gọn, xong nhìn nó chơi mặc dù chơi tàn nhưng mà nó đẹp. Nó có đường nét rõ ràng nhé. Đấy. Bây giờ sẽ tiến hành cắt nhé. Bắt đầu quay đi. Đấy, như cái cành này bỏ này. Cành bỏ xong lấy cành này xuống nhá. Cành này. Đấy. Đấy, ông này bỏ. Ông này bỏ đi. Đấy. Ông này chéo này bỏ này. Đấy. Cắt chỉnh cho tay cành nó nét các bạn ạ. Rồi dừng tí cũng được.
Cái đầu ngọn đang nụ hết các bạn, nó nụ hết vẫn cắt. Úi xui gái, kỳ quá. Cắt vẫn phải, cắt thì nó mới đẹp được. Giấy nó chầm buốt ghê. Quang hết luôn các bạn ạ. Yeah, các bạn thấy quang chưa? Chỉ quay lúc bố làm thôi nhá. Mẹ cái con gì. Quay quả thịt cái cành này.
Đấy. Sau một lúc cắt nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ này. Nhìn nó đã, tay cảnh nó đã khác rồi nhá. Đấy. Rồi mình tiếp tục chỉnh sửa tiếp. Đấy. Tiếp tục chỉnh sửa tiếp. Công phu phết các bạn. Đấy nha. Rồi nhìn này, tương đối ngon rồi. Đấy các bạn ơi, sau khi mình cắt xong nhá, mình cắt sửa tay cành xong thì nó còn có như thế này thôi các bạn nhá. Đấy, đơn giản thế này thôi. Đấy, chúng ta sẽ nuôi tiếp và sẽ tiếp tục cắt. Đấy. Nuôi cho nó ra tay mầm mới. Để xong là sẽ cắt chỉnh tiếp. Bây giờ chỉ để mấy cái đường cơ bản này thôi. Đấy, đang một cây rất là rối sum xuê, bây giờ cắt chỉnh sạch sẽ này luôn. Còn mấy tay cơ bản. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Yêu thích kênh của mình nhớ bấm kênh đăng ký và follow nhá. Các bạn có cái chia sẻ cách nào hay thì comment bên dưới cho mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều.